Trong hậu trường buổi chụp ảnh giữ Tết truyền thống, sống tiếp hiện đại, nam ca sĩ chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về ngày Tết bên gia đình. Sơn Tùng MTV chia sẻ kỷ niệm ngày Tết mà anh nhớ nhất là ông bà, thức đêm trong bánh chưng. Tuy bây giờ ông bà không còn nữa, anh vẫn cảm thấy ấm áp khi nhớ lại những giây phút ý nghĩa ấy và tự nhủ với mình dành nhiều thời gian hơn nữa cho gia đình mình. Anh bật mí, biệt danh của mình ở quê là Thánh Bánh Chưng vì có thể ăn bánh chưng xuyên ngày, xuyên đêm, xuyên lục địa. Ngược lại, giọng ca Lạc Trôi rất ám ảnh bởi món thịt gà vì đi đâu cũng mời gà, sang nhà ông bà cũng gà, qua nhà bác cũng gà, về nhà cũng gà, ám ảnh con gà, xong tôi muốn hóa thành một con gà. Sơn Tùng MTP có được ekip chụp ảnh tự thử thách nhảy điệu múa ông địa. Nam ca sĩ chia sẻ ngày nhỏ, hình ảnh con lân, ông địa mang đến niềm vui, sự may mắn nên rất háo hức đón chờ đoàn lân đi ngang qua nhà. Là người sống tình cảm, năm nào Sơn Tùng cũng dành kỳ nghỉ Tết bên gia đình. Anh bồi hồi nhớ lại cảm giác lần đầu xa nhà. Khi đó, còn là sinh viên ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi tranh thủ đặt chuyến bay về sớm để về nhà. Trò chuyện với những người đồng hành trên chuyến bay, tôi cảm nhận được sự phấn khởi, cảm giác hạnh phúc của mọi người. Cảm giác khi đặt chân xuống máy bay rất tuyệt vời, bố mẹ ôm chầm lấy, khiến tôi có cảm giác xa nhà mười mấy năm mới trở về. Nam ca sĩ xúc động chia sẻ, Sơn Tùng cũng bày tỏ tình cảm của mình với cậu em trai tên Hoàng. Hoàng rất thông minh, ngoan ngoãn và thương tôi. Mỗi khi về nhà, lúc nào em ấy cũng quấn quýt với tôi. Em ấy còn tranh với bố mẹ để ra sân bay đón tôi về nhà, nhưng không bao giờ tiễn tôi ra sân bay vì sợ cảm giác xa anh. Khi ekip thắc mắc vì sao Sơn Tùng không chạy show ngày Tết để kiếm tiền thu nhập, anh lắc đầu. Với tôi, Tết là ngày quan trọng nhất. Tôi sinh ra trong môi trường tình cảm, ai ai cũng yêu thương, gắn bó với nhau. Một năm qua tôi đã làm việc vất vả. Tết là lúc tôi được ở nhà với bố mẹ, ông bà, em trai để tận hưởng không khí Tết ấm áp.